Bộ kích sóng Wi-Fi TP-Link TL-WA860RE đang là một trong những sản phẩm kích sóng Wi-Fi bán chạy nhất trên thị trường với nhiều ưu điểm nổi bật. Nào, hãy cùng Meta cài đặt và sử dụng sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Bước 1. Kết nối vào mạng Wi-Fi mặc định của bộ mở rộng sóng và thường có dạng là TP-Link gạch ngang extender. Sau đó thì chúng ta sẽ mở trình duyệt Grep lên. Bạn có thể sử dụng Google Chrome, Firefox, Safari, Opera hay là Cốc Cốc. Và ở đây thì mình sử dụng Safari. Vào Safari bằng tp-link-repeater.net để vào trang giao diện cấu hình của thiết bị. Nếu như trang web yêu cầu nhập username và password thì chúng ta sẽ nhập username là admin và password cũng là admin. Chọn đăng nhập. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái Wi-Fi mà chúng ta muốn kích sóng. Và đây mình chọn Meta T4. Nhập mật mã của cái Wi-Fi gốc đó. Các bạn chắc chắn phải biết mật mã của cái Wi-Fi gốc thì mới có thể kích sóng. Sau đó chúng ta nhấn vào xác nhận. Nhấn tiếp tục. Sau khi chờ đợi xong thì chúng ta sẽ ra màn hình và nhấn vào hoàn thành. Chọn tích vào tôi đã kết nối với mạng mở rộng và nhấn hoàn thành. Đợi trong giây lát và chúng ta sẽ quay ra phần màn hình cài đặt Wi-Fi. Sẽ thấy điện thoại của chúng ta đang kết nối với mạng Wi-Fi đã được mở rộng, có biểu tượng là Meta T4 EXT. Trong trường hợp các bạn muốn đổi cái Wi-Fi gốc mà chúng ta muốn kích sóng thì cần phải reset lại bộ kích sóng Wi-Fi này bằng cách nhấn vào phím reset ở phía bên. Và lúc này đèn biểu tượng Wi-Fi sẽ thay đổi. Và chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để cài đặt kích sóng Wi-Fi tương tự như vừa rồi. Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp ổ cắm điện, dễ dàng lắp đặt ở mọi vị trí. Với tốc độ truyền dẫn lên đến 300 Mbps, TP-Link TL-WA860RE giúp bạn thoải mái lướt web, chơi game hay làm việc mà không lo rớt mạng. Sản phẩm được trang bị đèn tín hiệu thông minh giúp nhận biết độ mạnh yếu của tín hiệu mà thiết bị nhận được từ router, từ đó dễ dàng tìm được vị trí tốt nhất để lắp đặt. TP-Link TL-WA860RE cũng có thể hoạt động như một bộ chuyển đổi Wi-Fi để kết nối với các thiết bị có dây như dàn âm thanh nghe nhạc, Blu-ray, máy chơi game, console, TV Internet. Với ứng dụng Tether miễn phí của TP-Link, bạn có thể theo dõi trạng thái của bộ kích sóng để kiểm soát chức năng và thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào bằng smartphone. Bộ kích sóng Wi-Fi TP-Link TL-WA860RE hàng chính hãng, chất lượng được bán tại meta.vn với giá 550.000 đồng. Đừng bỏ lỡ! meta.vn mua sắm trực tuyến, dịch vụ uy tín, hàng chính hãng, giao hàng toàn quốc.